Thưa quý vị và các bạn, xã Hợp Đức, huyện Tân Yên có sản phẩm trái cây nổi tiếng đó là vũ sữa với chất lượng thơm ngon khác biệt. Và một tin vui đối với người dân đó là toàn bộ diện tích vũ sữa sản xuất theo quy trình Việt Gáp của Hợp tác xã sản xuất tiêu thụ vũ sữa Hợp Đức đã lần đầu tiên được gắn tem truy xuất nguồn gốc khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Với những quả vũ sữa được gắn tem truy xuất nguồn gốc như thế này, chỉ cần soi sản phẩm qua một chiếc smartphone kết nối Internet là mọi thông tin về nguồn gốc sản phẩm sẽ được hiển thị rõ qua màn hình. Với những người nông dân, chúng tôi cảm thấy là rất phấn khởi vì đã quảng bá được cái sản phẩm sạch của quê hương. Những quả vũ sữa được gắn tem truy xuất nguồn gốc sẽ được Hợp tác xã sản xuất tiêu thụ vũ sữa Hợp Đức lựa chọn từ các nhà vườn sản xuất theo đúng quy trình Việt Gáp. Để tạo ra các sản phẩm sạch trước khi thu hoạch khoảng 2 tháng, thì hầu hết người dân đều sử dụng băng phiến treo ở các cành cây để trừ ruồi vàng hại quả thay vì dùng thuốc bảo vệ thực vật. Đã làm hàng sạch rồi thì chúng tôi đã tuân thủ đúng theo cái hướng dẫn của bảo vệ thực vật. Nói chung là phải hướng dẫn đúng để bà con sử dụng đúng để đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Hợp tác xã sản xuất tiêu thụ vũ sữa Hợp Đức hiện có khoảng 40 thành viên với tổng diện tích 15 hectare, năng suất bình quân đạt từ 10 đến 12 tấn một hectare. Năm 2017, sản phẩm vú sữa của Hợp tác xã đã được Cục Sở Trí Tuệ công nhận nhãn hiệu tập thể và từ năm nay, sản phẩm sẽ được dán tem truy xuất nguồn gốc. Giờ đã có tem rồi, truy xuất nguồn gốc rồi thì chúng tôi là rất phấn khởi để ngoài thị trường là biết được vú sữa của từng hộ gia đình một để tin tưởng để mua hoặc là sử dụng thì nó cũng an tâm để nâng giá trị hàng hóa lên. Được biết kinh phí gắn tem truy xuất nguồn gốc và các túi đựng sản phẩm vú sữa được huyện Tân Yên hỗ trợ hoàn toàn. Việc gắn tem truy xuất nguồn gốc sẽ là bước tiến giúp sản phẩm vú sữa của nông dân Hợp Đức tiếp tục nâng cao được giá trị thương hiệu trên thị trường.